Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chú Biden lại mắc lỗi chí mạng trong bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc. Gần 200 trang tài liệu của Bộ thẩm đoàn về Epstein được công bố, những sự thật rùng rợn được phơi bày. Hungary giữ vị trí Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU. Và sau đây là phần thông tin chi tiết thưa quý vị tổng thống joe biden đã phát biểu tại tòa bạch ốc về phán quyết miễn trừ tổng thống của tòa án tối cao vào thứ hai nhưng không tránh khỏi mắc phải sai lầm sự cố này xảy ra sau khi biden phải chịu rất nhiều chỉ trích vì mang tranh luận đầy lỗi của mình vào thứ năm sau khi trích dẫn lời của một thẩm phán tòa án tối cao trong bài phát biểu của mình biden đã nói nhầm luôn các cụm từ hết trích dẫn trên máy nhắc chữ thay vì dừng lại để cho biết ông đã trích dẫn xong đây không phải là lần đầu tiên biden đọc phần kết thúc trích dẫn trên máy nhắc chữ ông cũng từ chối trả lời câu hỏi của báo chí khi rời khỏi bục phát biểu bài phát biểu của chú biden về phán quyết của tòa án được đưa ra chỉ vài ngày sau màn tranh luận tệ hại của ông các chuyên gia chính trị cho biết bài phát biểu này nhằm mục đích thay đổi chu kỳ truyền thông từ màn tranh luận của ông sang quyết định của tòa án Tuy nhiên, Biden lại bị chế giễu vì ông dường như trang điểm trong giống màu cam, màu sắc gắn liền với sự nghiệp truyền hình mang tính biểu tượng của cựu Tổng thống Donald Trump. Gần 200 trang tài liệu của bồi thẩm đoàn về Epstein được công bố, những sự thật rùng rợn được phơi bày. Quý vị thân mến, vào hôm thứ Hai, thẩm phán quận Palm Beach, Louis Delgado đã ra lệnh công khai hồ sơ của bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án khét tiếng của Jeffrey Epstein. Vào đầu năm nay, thống đốc Florida Ron DeSantis đã ký một dự luật cho phép công bố các tài liệu của bồi thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra năm 2006 về kẻ săn mùi tình dục Jeffrey Epstein. Để hiểu rõ hơn, vào tháng 7 năm 2006, Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành một cuộc điều tra đối với Jeffrey Epstein, một nhà tài chính giàu có dưới mật danh chiến dịch Lepier. Cuộc điều tra đã lên đến đỉnh điểm với bản cáo trạng dài 53 trang vào tháng 6 năm 2007 và trần mức độ nghiêm trọng của các tội ác tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên mà Epstein bị cáo buộc. Tuy nhiên, Alexander Acosta, luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Nam Florida vào thời điểm đó, đã làm trung gian cho một thỏa thuận nhận tội. Thỏa thuận này được đàm phán với sự hỗ trợ của luật sư Alan Dershowitz về cơ bản đã cấp cho Epstein quyền miễn trừ khỏi mọi cáo buộc hình sự liên bang, cùng với bốn kẻ đồng phạm được nêu tên và bất kỳ đồng phạm tiềm năng nào không được nêu tên. tờ Miami Herald đưa tin rằng thỏa thuận không truy tố về cơ bản đã đóng lại cuộc điều tra đang diễn ra của FBI về khả năng có thêm nạn nhân và những cá nhân quyền lực liên quan đến tội ác của Epstein. Thỏa thuận này được giữ bí mật với các nạn nhân vì vi phạm luật liên bang đã dừng các cuộc điều tra tiếp theo và niêm phong bản cáo trạng. Acosta sau đó đã biện minh cho sự khoan hồng của thỏa thuận này bằng cách tuyên bố rằng ông đã được thông báo rằng Epstein thuộc về tình báo và vấn đề này nằm ngoài mức lương của ông. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Epstein lúc đó ngoài 40 tuổi đã cưỡng hiếp những bé gái chỉ mới 14 tuổi tại nơi cư trú của ông ta ở Palm Beach. Các nạn nhân cũng làm chứng rằng họ cũng được trả tiền để tuyển thêm các bé gái cho ông ta. Hồ sơ chứa gần 200 trang bao gồm lời khai của hai cô gái bị Epstein, một nhà tài chính người New York đã xâm hại hàng trăm trẻ em gái vị thành niên tại dinh thự Palm Beach của ông ta từ năm 1996 đến năm 2008. Epstein đã thoát khỏi những cáo buộc nghiêm trọng, một phần vì công tố viên Palm Beach lúc bấy giờ, Barry Christer, đã quyết định buộc tội ông ta về tội mại dâm và môi giới mại dâm vị thành niên, thay vì đưa ra một vụ án tấn công tình dục nghiêm trọng. Cả Christer và công tố viên chính trong vụ án, Lana Belholavet, đều nói với cảnh sát Palm Beach rằng, Họ không có ý định truy tố Epstein vì họ tin rằng các cô gái là gái mại dâm. Thưa quý vị, thế nhưng cảnh sát trưởng Palm Beach, Michael Rister và thám tự chính Drew Ricari đều phản đối quyết định này. Lưu ý rằng các nạn nhân chỉ mới 14 tuổi và Epstein, người đã ngoài 50 tuổi, đã sử dụng gian lận và ép buộc để dụ các cô gái đến với nhà mình, với lý do là họ sẽ được trả tiền để massage cho ông ta. Các hồ sơ được công bố hôm thứ Hai là bản ghi chép các bản ghi âm lời khai trước buổi thẩm đoàn được triệu tập vào năm 2006. Mặc dù bồi thẩm đoàn thường được triệu tập để xét xử các vụ án giết người, Christopher đã thực hiện bước đi bất thường là trình bày vụ án trước bồi thẩm đoàn vì ông không muốn cho phép cảnh sát Pamit bắt giữ và để đơn buộc tội Epstein, một người có quyền lực và có nhiều mối quan hệ chính trị. Bản ghi âm thực tế của phiên tòa không được công bố cho công chúng vào thứ hai. Các bản ghi chép cũng có vẻ như thiếu các yếu tố chính, thường là một phần của phiên tòa của bồi thẩm đoàn. Ví dụ, không có hồ sơ nào cho thấy Paolo Havet đã giới thiệu bản thân với hội đồng, giải thích về vụ án hoặc nói với bồi thẩm đoàn những gì họ phải làm. Không có tuyên bố kết thúc tóm tắt vụ án hoặc bất kỳ tài liệu nào về những gì bồi thẩm đoàn cuối cùng đã quyết định. Điều rõ ràng là Paolo Havet đã vẽ nên một bức tranh chân dung không mấy thiện cảm về những cô gái, cả hai đều xuất thân từ những gia đình tan vỡ. Một trong những cô gái và em gái của cô đã được cha mẹ đưa qua lại và được đưa đến một trường dành cho thiếu niên có vấn đề. Cô gái đã bỏ trốn nhiều lần trước khi gặp mặt nhóm trẻ lớn hơn. Một trong số họ đã đưa cô đến dinh thự của Epstein. Theo biên bản, thám tử Joe Ricari của Sở Cảnh sát Palm Beach đã làm chứng vào tháng 7 năm 2006 về cuộc điều tra ban đầu về Epstein. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 năm 2005 khi một người phụ nữ báo cáo rằng con gái riêng đang học trung học của bà đã nhận được 300 đô la cho hoạt động tình dục với một người đàn ông ở Palm Beach. Một thiếu nữ khác, tên đã được xóa trong biên bản, nói với các thám tử rằng cô mới 17 tuổi khi được trả 200 đô la để massage tại nhà của Epstein. Khi đến đó, thì Epstein yêu cầu cô cởi đồ. Khi Epstein có những hành động không mong muốn, cô đã bày tỏ sự khó chịu của mình. Tuy nhiên thì sau đó Epstein đề nghị trả tiền cho cô để đưa những cô gái khác đến nhà của mình. Ông ta nói rõ rằng ông ta thích những cô gái trẻ hơn. Cô thiếu nữ này đã đưa 6 người bạn từ trường trung học của mình đến nhà của Epstein theo thời gian, bao gồm một cô gái 14 tuổi. Cô nhận được 200 đô la mỗi lần cô đưa một người bạn đến và cũng được Epstein cung cấp một chiếc xe thuê trả tiền. Theo Liz Grukin, công tố viên Farmbit Lana Belolavet đã mô tả một cách ghê tởm hai nạn nhân của Jeffrey Epstein, một người 14 tuổi và người kia 16 tuổi hoặc 17 tuổi vào thời điểm bị lạm dụng tình dục, là gái mại dâm và cáo buộc họ phạm tội ác trong phiên điều trần bí mật của Bồi Thẩm đoàn năm 2006. bello Lavet đã hỏi một nạn nhân, người 14 tuổi vào thời điểm Epstein lạm dụng tình dục cô ấy. Bạn có biết rằng bạn đã phạm tội hay không? Paulo Lavez hỏi nạn nhân khác, người đã bị Epstein lạm dụng tình dục nhiều lần từ năm 16 tuổi hoặc 17 tuổi điều này. Bạn có hiểu rằng trên thực tế, chính bạn đã phạm tội mại dâm hay không? Ngoài ra, thì Paulo Lavet nói với cảnh sát phạm biết rằng họ không có ý định truy tố Epstein vì họ tin rằng các cô gái là gái mại dâm. Hungary giữ vị trí Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 7, Hungary chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu với nhiệm kỳ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tiếp quản cương vị trên từ Bỉ, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Brussels. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary chanos boka cho biết các ưu tiên của nước này trong nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng châu âu tập trung vào những lĩnh vực mà budapest đánh giá là có nhu cầu thay đổi mạnh mẽ nhất trong đó có việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh của eu giúp củng cố nền tảng cho sự thịnh vượng việc làm và tăng trưởng kinh tế của khối tăng cường chính sách an ninh và quốc phòng eu quản lý cuộc khủng hoảng người di cư bằng cách tăng cường biên giới bên ngoài của eu và tăng cường quan hệ đối tác quốc tế cũng theo bộ trưởng boka hungary đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng eu trong bối cảnh eu đang phải đối mặt với những thách thức chung vậy nên nhiệm kỳ chủ tịch của hungary phải phục vụ hòa bình an ninh và tìm kiếm giải pháp thực sự cho các vấn đề của liên minh châu âu những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time